mừng các bạn đã đến với trường quay tin tuần này. Các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ với một nghệ sĩ hài rất nổi tiếng. Và đặc biệt anh đã theo sát suốt tuổi thơ của Quỳnh và từ nhỏ đến giờ thì rất là thích xem các vở kịch cũng như là các vai diễn hài của anh. Anh mang lại tiếng cười rất nhiều cho Xuân Quỳnh cũng như là tất cả các bạn khán giả. Xin được giới thiệu nghệ sĩ hài Đức Hải. Chào Xuân Quỳnh, chào quý vị khán giả, độc giả của tin.vn. Em chào anh ạ. Lâu lắm rồi mới thấy anh xuất hiện ở Hà Nội thì không biết là gần đây công việc của anh cũng như là cuộc sống của anh có gì thay đổi không ạ? Theo lẽ thường tình thì cuộc sống là luôn luôn thay đổi với nhiều nghĩa của nó. Với anh thì anh quan tâm đến những cái điều mà thay đổi mang tính tích cực. Thí dụ như là cuộc sống của mình, sự nghiệp của mình và gia đình của mình. Và theo như em được biết thì không những thành công trong rất là nhiều lĩnh vực, anh còn là một người rất là tài năng. Hơn nữa thì người ta thường nhận xét anh Đức Hải là một người thông minh, quyết đoán và sống cũng rất là tình cảm. Thì không biết là trong tất cả những đặc điểm, những mặt tích cực đó của mình thì anh tự hào nhất về điểm nào? Với anh thì anh cảm thấy bằng lòng ở cái chỗ là mình luôn luôn có những cái lựa chọn đúng. Và để có được những cái lựa chọn đúng đấy thì phải có một cái sự đầu tư và suy nghĩ để mà lựa chọn. Chứ không phải là anh làm cách ngẫu hứng. Mà cái ngẫu hứng thì thường là đặc tính chung của các nghệ sĩ. Đúng rồi. Thì điều mà anh tự hào là ví dụ trên con đường học hành là anh có một cái định hướng rất rõ ràng. Rồi chuyện công việc định làm cái gì thì cũng phải có một cái định hướng rất cụ thể. Như vậy là bên cạnh những mặt ưu điểm thì con người ta ai cũng có tồn tại những mặt khuyết điểm phải không ạ? Vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ một vài những cái tật xấu nhỏ nhỏ của mình cho Có chứ. khán giả được không? Có chứ. Thí dụ như là khi mà mình làm xong một cái việc gì đó mà nó đúng theo cái mục đích mà mình đặt ra, thành công rồi ấy, thì ngay sau đấy thường là anh không ăn. Không thể nào ăn được, nuốt không trôi. Ví như gần đây nhất là khi anh viết xong cái vở kịch Câu chuyện Thiên Nga được phóng tác từ truyện của Grimm. Thế nhưng người ta viết xong là người ta phải bồi bổ sức khỏe, người ta phải ăn ngủ cho nó đầy đủ. Nhưng mà trước đấy là anh đã phải ngồi dậy vào nửa đêm và viết rất kỹ trong vòng khoảng gần một tuần. Ngay sau cái buổi chiều thành công xong, gãy viết xong đấy, tức là mình bằng lòng với cái vở kịch này rồi, không còn chỉnh sửa gì nữa, thì anh ào ra được mà bạn bè vừa mới gọi điện xong là đi ra đây nhậu với em. Thì mình ra chứ, và ra ngay đầu ngõ của anh, và cái cuộc nhậu đấy là anh không hề ăn một miếng nào vì mình vui quá, mình vui quá, và mình uống vài lon bia với các bạn mà dứt khoát không ăn. Và cái câu chuyện đấy nó không phải là một lần mà rất nhiều lần, là sau đấy là về y như rằng sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Và đây là cái tật xấu, biết mà không sửa được. Như vậy là nó có từ ngày xưa rồi hay là khi mà cuộc sống, khi mà công việc quá nhiều thì anh mới bị thật đó ạ? Anh cũng không nghĩ là nó có từ bao giờ, nhưng mà như phần trên anh nói, bản chất của người nghệ sĩ ấy là ngẫu hứng, là thăng hoa, thì đấy là một trong những ví dụ. Không phải một lần, và nhiều lần như thế rồi, và sau những lần thế là rất mệt mỏi. Em biết là anh là một trong số ít những nghệ sĩ hài sân khấu mà được cả hai miền Nam Bắc đều rất là yêu thích và đón nhận. Vậy thì không biết là anh có bí quyết nào để có thể gây dựng được một thành công lớn như vậy không? Đây là thành công lớn này, rồi tài năng này, rồi những cái từ ngữ rất là hay mà Xuân Quỳnh là tặng cho anh nhé, chứ không phải tự anh nói ra Đó là sự thật mà nhá. Nhưng mà thực tế là thế này, anh cho là người nào mà khôn một chút thì sẽ có một cái lựa chọn đúng. Đấy Dạ là đúng rồi. khi mà mình diễn với khán giả ở phía Bắc thì họ có một cái thói quen gì, Dạ. khi diễn với khán giả phía Nam họ có thói quen gì, và mình phải tự điều chỉnh mình. Thí dụ trong một cái vở hài kịch mà nếu các bạn nghệ sĩ phía Bắc mà vào Nam mà không thận trọng ấy, diễn theo thói quen là cái cách nói của mình, thì người Nam ta rất khó nghe, Dạ tức là đúng rồi. cái ngôn ngữ nha, rồi từ ngữ khó nghe, và người ta chưa kịp hình dung thì cái lúc cái khoảnh khắc hài nó đã trôi đi mất rồi. Hay là ngược lại, các bạn phía Nam ra Bắc diễn cũng vậy. Thế rồi về mặt tiết tấu, ở phía Nam diễn thì thường là diễn rất là nhanh. Tiết tấu rất nhanh và thông tin thì vậy thôi, và người ta cảm nhận được ngay và người ta cười luôn, thế rồi ngày mai người ta quên. Nhưng ở phía Bắc thì lại là thích suy ngẫm này, thích kia phải trăn trở này, về nhà rồi lại cười tiếp. Đấy là cái cách khác nhau, đúng không? Nhưng mà gần đây thì
hài kịch phía Nam thì họ lại cũng bắt đầu đi sâu vào ý nghĩa và những câu chuyện phải suy tư. Thế thành thử phải biết kết hợp cả hai thì sẽ được làm cả khán giả phía Bắc và khán giả phía Nam.